Hey, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để kiếm tiền và kỹ năng của mình. Kỹ năng đó có thể là chỉ chọn tốt. Bạn có thể là có một cái kỹ năng chuyên môn gì đó. Công ty nào đó. Ở lĩnh vực nào cũng được và bạn có thể kiếm tiền từ nó. Kiếm tiền từ nó. Ok. Và trong cái phần này tôi sẽ chỉ các bạn vào bốn trang web, trong đó có hai trang web của nước ngoài và hai trang web là của Việt Nam. Đúng không? Tôi chỉ cho các bạn này. Chúng ta vào nhé. Đây là cái trang web Lingo chấm chấm vào. Bạn sẽ nhấn vào nút tham gia rồi. Bạn điền email rồi bạn cứ đăng ký với tôi. Sau khi đăng ký thì ở đây tôi là có cái tài khoản sẵn rồi. Đây tôi là có cái tài khoản sẵn rồi, tôi sẽ đăng nhập vào. Ok, và bước tiếp theo là chúng ta sẽ bán cái mà chúng ta cần phải bán. Và ở trên mục đây chúng ta lưu ý nè, trên mục đây chúng ta phải có cái mục selling và buying. Buying, selling là chúng ta sẽ bán cái gì đó và buying là chúng ta sẽ mua một cái gì đó. Selling thì chúng ta có thể bán rất nhiều thứ, chúng ta có thể bán kỹ năng, chúng ta có thể bán sản phẩm, mà chúng ta có thể bán cái gì cũng được. Ok, trong lúc này chúng ta sẽ nhấn vào bán đúng không? Bạn sẽ nhấn vào đơn đặt hàng. Tại đây bạn còn có thể nhận 5 đô nhờ vào mời bạn bè. Thì chúng ta có thể là tôi ví dụ là tôi mời được bạn nhận hàng. Ok. Đấy, thì chúng ta sẽ nhận được 5 đô nếu mà người bạn này tham gia. Được chưa? Tại mục selling này tôi sẽ nhấp vào đơn đặt hàng. Tại đây tôi chẳng có cái đơn đặt hàng mà mới thì tôi cũng không có hoạt động. Đã giao hàng tôi không có. Đây là tài khoản mới tôi mới lập, đúng không? Bạn không có gì cả, liên hệ inbox là một set sẽ tiền. Ok các bạn, sau khi mà các bạn xác nhận email rồi thì nó sẽ hiện ra cái danh sách này cho các bạn. Ở đây thì nó có một giới thiệu này, giọng nói này, chưa làm này, video nhạc, blog này. Có ví dụ như bạn click vào cái bạn đây, yeah. Bạn hãy đặt cái công việc của bạn ở trung bình với cái giá là trên 100 đô la. Tôi sẽ làm một chân dung cái gói là 15, 25 đô, 35 đô bao gồm phí cơ bản sử dụng phương thức thương mại màu đồ dài chất liệu đúng không, khoảng cách đánh giá của người dùng là đây tiêu điểm chính xác đánh giá chính hàng tiêu điểm chính xác công việc không thể biết được đấy. Chứng tỏ là bạn này được tới 238 người thích nó tốt. Và nhiệm vụ của bây giờ của chúng ta là chúng ta bắt đầu bán, nhắc họ bắt đầu bán. Và bước tiếp theo chúng ta bán, chúng ta sẽ start selling, trở thành người bán.
ta có thể đăng nhập bằng cái Google vào đi. Tại vì Facebook của tôi vừa rồi là đăng nhập rồi. Chúng ta đăng nhập bằng Google vào. Ok. Nó xác nhận Google vào cho chúng ta rồi. Thì bây giờ việc của chúng ta phải xác nhận Google, có Google đúng không? Đầu tiên bạn chọn đó là bốn cái từ tiếng Việt. Bạn chọn tiếng Việt của mình thì với Google. Bạn chọn con nào? Bạn ăn không nào? Kỹ năng của bạn thì tôi có thể tự vẽ những kỹ năng của tôi có. Kỹ năng của tôi là đây. Ok. Sẽ chép đồ án vào. Nếu các bạn không có cái trình độ tiếng Anh tốt thì các bạn có thể sử dụng phương pháp này. Bắt đầu bước kế nhiều cho mình. Ok, còn ba nó vào. Giờ giáo dục chọn không đi. Tôi chứng nhận không đi. Ảnh tiêu sở. Bây giờ tôi sẽ bốc một cái ảnh tiêu sở lên. Ảnh này là ảnh. Được rồi. Bạn miêu tả cái kỹ năng của bạn. Bạn miêu tả là nhớ là phải có 150 đến 600 ký tự. Ok, thì bây giờ chúng ta là chúng ta bắt cái dòng đó vào. Được rồi. Nó chạy đến một cái trang mới và các bạn sẽ thấy là cái trang này, tại cái trang này. Tại trang này bạn sẽ trả lời hoàn thành hết mấy cái giai đoạn này. Thì mấy cái giai đoạn này là để cho bạn làm. Chứ tôi không làm tiếp theo nữa. Tôi giới thiệu bạn tới đây là hết rồi. Dạ. Cái hình thức thứ hai là cái hình thức này. Trong này tôi vừa đăng ký bằng Facebook cá nhân của tôi thì tôi nó giống như một cái trang đó là liên kết tạo tài khoản. Và sau khi liên kết tạo tài khoản thì nó hỏi là tôi muốn công việc hay là muốn thuê mướn thì tôi chọn tôi muốn công việc. Địa chỉ email của tôi. Nó thông báo cái gì nhỉ? Tên họ người không hợp đề. Vừa rồi thì đăng nhập trên Facebook tôi có một vài cái trục trặc cho nên tôi đang nhập lại. Bây giờ các bạn nhập vào tham gia. Ok, bạn luôn mở khẩu lại. Nó thông báo bạn đã tạo được tài khoản. Ok. Và việc bây giờ là tôi đến email và tôi xác nhận cái email mà nó được gửi hết. Đây là khi tôi đến email của tôi thì tôi đã xác nhận thành công rồi. Và việc bây giờ chúng ta sẽ đăng một cái công việc đó nếu các bạn có đủ khả năng để mà cảm nhận cái công việc đó. Và nên nhớ đây là người nước ngoài họ thuê bạn, không phải là người bản xứ của chúng ta thuê. Cái bước tiếp theo của nó là nhập cái địa chỉ liên hệ của bạn vào. Thì tại đây tôi có thể nhập cái địa chỉ liên hệ của tôi là ok, ví dụ như thế này thì muốn bạn giờ chỉ tìm kiếm giả sử như thế. Tiếp tục. Tại đây nó hỏi chip code. Tiếp từ cái chip code địa phương của bạn thì bạn vui lòng bạn gõ như thế này. Bạn nhấp ra thì nó sẽ hiện ra là mã chip code của 63 tỉnh thành Việt Nam rồi. Bạn kéo xuống
cho nên tôi nhớ lại là tôi đến cái một tân cảnh sát viên miền Nam ấy, tôi biết không có dấu thì nó hiện ra ngay, hiện ra ngay nó chạy tiếp, nó bảo là chào mừng bà bắt đầu lên trên cái dịch vụ mà cung cấp, thì bà có thể cung cấp cái công việc của mình, mô tả công việc của mình, kỹ năng chuyên môn, cái giờ tỷ lệ là cái giá mà bạn đưa ra cho họ, ngân sách thể loại mà bạn cần tìm kiếm công việc của mình, bạn nhắc xuất bản là nó hiện ra là cái đơn hàng giao bán cái công sức của bạn, tức là bạn cái công việc của bạn mà bạn cần tìm kiếm ở nước ngoài sẽ được xét duyệt, sẽ được xác nhận. Lại nói về tại Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam có trang nào đáng để chúng ta bỏ sức ra để chúng ta làm? Tại Việt Nam thì có những cái trang này, đúng không? Trang đây. Đấy. Thì tại đây các bạn có thể là các bạn tìm việc, các bạn đăng ký được rất nhiều việc ở đây. Bạn muốn làm nhà tuyển dụng hay là bạn muốn làm cái người làm việc, đăng ký làm việc thì bạn đăng ký tại đây, tôi sẽ đăng ký vào cho các bạn thấy nhé. Ok, tôi đã đăng ký xong cho các bạn thấy rồi này. Đấy. Và tôi muốn có công việc nên tôi chọn là freelancer, tôi chọn đăng ký, nhấp vào đăng ký. Ok, nó thể hiện ra cho các bạn một cái trang như thế này. Đây này, tài khoản của tôi đây. Đấy. Mới bắt đầu chúng ta có thể xác thực thông tin. Chúng ta có thể tạo chữ ký vân vân. Nếu là chúng ta làm sao làm cái tài khoản của chúng ta nó mất lại được. Chúng ta có thể mời bạn bè. Mời bạn bè là nó có một cái điểm credit, credit này tương đương với tiền mà được sử dụng trên trang web này các bạn. Để nhập địa chỉ email của bạn luôn vào. Nó cung cấp những cái dịch vụ mà có thể lớn hơn 50k nữa. Đó
và có thể không tốt hiểu
Chào mừng các bạn.